Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ đồng hồ. Vâng thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng điểm tin. Kỳ lạ, bé gái 5 tháng tuổi có đuôi vùng xương cụt dài gần 10 cm. Ngày 2 tháng 3, khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ bệnh viện đa khoa Đức Giang cho biết vừa phẫu thuật thành công cắt bỏ dị tật còn đuôi bẩm sinh ở bệnh nhi 5 tháng tuổi. Bệnh nhân là bé Phan Hữu Gia, 5 tháng tuổi, trú tại Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội, được gia đình đưa đến khám vì chiếc đuôi bẩm sinh dài gần 10 cm. Trước đó, từ khi mới sinh, bé đã có dị tật còn đuôi, được khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ bệnh viện đa khoa Đức Giang hội chuẩn theo dõi, hẹn tái khám định kỳ chờ đủ điều kiện phẫu thuật. Bệnh nhân đã được khám sàng lọc sau khi sinh và không phát hiện bệnh tật gì khác. Trong 5 tháng sau sinh, bé ăn ngủ tốt, tăng cân đều, không phát hiện bất thường gì khác. Gia đình nội ngoại hai bên cũng không có dị tật bẩm sinh có đuôi như bé. Đuôi vùng cùng cột của bệnh nhi khoảng 5 cm, khi kéo dài là 9,5 cm, đường kính vùng lớn nhất là 4 cm. Đuôi ấn mềm, không đau, đuôi không vận động được. Đuôi bé lớn dần theo tuổi của bé. Các cơ quan bộ phận khác chưa phát hiện gì đặc biệt. Chụp X-quang không thấy hình ảnh xương vùng đuôi. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có dị tật còn đuôi bẩm sinh, có chỉ định phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn vùng đuôi. Bác sĩ Hoàng Thị Phương Lan, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cùng ekip đã thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ vùng đuôi xương cụt cho bé vào ngày 27 tháng 2. Sau phẫu thuật hiện tại, bệnh nhân khỏe mạnh, sẽ sớm được xuất viện. Bác sĩ Hoàng Thị Phương Lan cho biết, dị tật còn đuôi khá hiếm gặp. Hiện trên thế giới chỉ khoảng 30 đến 40 trường hợp dị tật còn đuôi bẩm sinh, nhưng không nhiều nguy hiểm. Đây là một cái đuôi nhưng không có dây thần kinh và xương và không được kết nối với tủy sống. Trong trường hợp này, đuôi của bé là một bộ phận thừa của cơ thể, tương tự như một ngón tay thừa và không gây nguy hại gì cho sức khỏe.